em quay trở lại với Tokyo Camera. Chắc là anh em cũng vừa xem intro đúng không? Tôi vừa làm cái hành động hơi điên rồ một chút, nhưng mà đấy là một cái tính năng ở trên One X 2. Đặc biệt nó là ở trên cái app mà Insta360 ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể là nó gọi là bước nhảy của người khổng lồ. Và hôm nay thì với One X 2 này và một cái chân gimbal nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để làm cái đấy nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể là setup máy trước khi mà chúng ta làm nhá. Anh em sẽ bật máy giúp mình này và chúng ta sẽ reset giúp mình là cái chế độ là 360 nhá. Và chuyển giúp mình lên cái chế độ đó là 5.7K và 30 frame. Đó các bạn thấy này. Đây, anh em không biết chúng ta chọn đây nhá. Rồi. Và vật dụng cần thiết anh em mình đã nói ở đầu video ấy, đó chính là một cái chân của gimbal để anh em có thể là lắp để chúng ta có thể là cố định dưới đất nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đặt máy xuống dưới này. Đó. Và anh em sẽ để cái camera là nó sẽ hướng vào cái khung hình của mình này. Đó. Và cái khoảng cách từ camera cho đến chỗ mình đứng ấy nó sẽ là khoảng dưới 1 mét và chỉ là khoảng 0,8 mét thôi thì chúng ta có thể làm được rồi. Và tiếp theo đó thì các bạn sẽ nhảy 2 lần và mỗi lần giữ dung mình là 2 giây nhá. Như này chẳng hạn. Đó. Rồi. Sau đó anh em sẽ tắt máy đi này. Và anh em sẽ làm liên tục giúp mình tối đa cái này là khoảng 6 cảnh như vậy là chúng ta có thể là làm được một cái bước nhảy của người khổng lồ rồi nhá. Và bây giờ sau khi mà chúng ta đã quay xong thì sẽ đến phần là edit nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là tiến hành edit các bạn nhá. Các bạn sẽ chọn vào cái phần story này và ở cái phần short lap thì chúng ta sẽ lấy giúp mình cái short lap là cái gen jump này nhá. Đó. Và các bạn sẽ chọn vào cái phần là use system này chúng mình nhá. Rồi, và mình sẽ chọn 5 cái file mà mình vừa quay và các bạn hoàn toàn có thể là chọn 6 cũng được nhá. Rồi, và chúng ta sẽ confirm này. Đó. Và các bạn sẽ phải chờ đâu đó khoảng từ 1 đến 2 phút để nó có thể làm video cho các bạn nhé. Và sau khi mà video nó làm xong nhá, thì chúng ta sẽ chọn giúp mình là 5 cái video nhỏ này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 này. Và các bạn sẽ chọn vào cái phần export giúp mình nhé. Đấy. Và sẽ chờ trong một lúc, bây giờ thì mình sẽ tua nhanh đoạn này để chúng ta có thể là đến ngay phần demo nhá. Và đó là tất cả những cái bước để chúng ta có thể thực hiện cái trick là bước nhảy của người khổng lồ ở trên One X 2. Và nếu như bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé.